Duyên nè. Thì trong video ngày hôm nay mình định làm một cái ý tưởng rất là mới và cũng rất là hên xui á mọi người. Ý là cái ý tưởng đó khi mà mình làm ra được cái kết quả rồi mình không biết mình có bị fail hay không luôn á. Thì ý tưởng đó là lấy những cái bộ đồ cũ cắt may chỉnh sửa thành những cái bộ đồ mới. Mình không biết nó có được hay không nữa, nhưng mà hơi kệ, đi tới đâu thì hay tới đó. Ok, bắt đầu thôi. Đây nè mọi người ơi, đây là cái túi đồ mà mình đã soạn ra để mình sửa đó mọi người. Ok hiền, đem Maroquin ra ngoài phòng may cái đã. Đẹp không nè mọi người, làm gì mà tình tứ dữ vậy trời. Cái áo thứ nhất nè. Phần cổ áo thì mình sẽ chỉnh từ cổ tròn thành cổ vuông. Phần lai áo thì mình sẽ tà và cắt ngắn phía trước. Giờ mình đi ủi để cho mấy cái chỗ vừa cắt hồi nãy nó thẳng ra. Thì cái cổ nó sẽ như vậy nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đi pha keo để làm cái miếng ép viền xung quanh cái cổ. Ngu ghê, tự nhiên sử dụng cái phấn gì nó mờ nhè. Xong phần phía trước của cổ áo, làm tương tự với phần phía sau của cổ áo. Ok xong. Ten, hay là mình xong được cái phần ép keo viền cổ áo rồi đó mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ ghim kim hai cái miếng màu xanh này vào cái áo.
Rồi chỉ cần may cho nó dính vô cái áo nữa thôi là xong. Sau phần cái cổ áo rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái miếng vải này nữa, nhưng mà để làm phần tay áo nha mọi người. Đo chiều rộng vòng tay nè. Phần cổ giờ mình sẽ ghim hai cái miếng màu xanh này vào cái phần tay của áo. Xem kết quả cuối cùng nè mọi người. Giờ làm tương tự với mấy cái áo còn lại nhen. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ đi lựa chỉ cho mấy cái áo với mấy cái vải. Đây là mấy cái hộp chỉ của mẹ mình nè mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ chạy suốt chỉ bằng những cái ống chỉ mà hồi nãy mình mới lựa ra đó mọi người. Ok ha. Đây là vị trí mình đặt suốt. Đây là vị trí mình đặt ống chỉ kéo dài xuống đây.
Để mình đưa gần xuống xíu cho mọi người xem kỹ hơn nè. Giờ mình sẽ rút cái phần chỉ này ra để không họ nó sẽ bị tốn rất là phí. Bắt đầu chạy suốt chỉ nè. Xong phần chạy suốt rồi nè mọi người. May áo thôi nào.
Very long digestive tract later. Kết quả tổng thể cuối cùng nè. Meanwhile, back in the lowlands. Thì video này mình quay trong vòng gần 2 tháng lận. Với lại là phải có sự giúp đỡ rất là to lớn của mẹ mình. Chứ một mình là mình không thể nào làm nổi được luôn á mọi người. Lúc đầu á thì mình nghĩ nó cũng bình thường thôi. Tại vì sữa hình thức cũng rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà lúc vô làm rồi á thì mình mới thấy nó trời ơi kinh khủng khiếp luôn á mọi người ơi. Quan trọng nhất á là cái đường may nó phải đẹp cho nên nó mới khó như vậy đó. Ok mọi người, chỉ có như vậy thôi. Hết video rồi, bye bye mọi người nhá.